Quang Minh Audio kính chào tất cả quý vị và các bạn, các bác nhằm đam mê âm thanh trên khắp mọi miền Tổ quốc. Chào mừng quý vị và các bạn, các bác đã truy cập đến kho dây bãi của Quang Minh Audio. Dây loa hay dây tín hiệu ấy, nó đóng một cái vai trò vô cùng quan trọng trong cái hệ thống âm thanh. Và chất âm của những bộ dàn âm thanh có hay hay không cũng phụ thuộc rất nhiều vào những dòng dây dẫn, dây loa hay dây tín hiệu. Và clip này thì Quang Minh Audio sẽ lại về được giới thiệu đến quý vị và các bạn, các anh em một cái dòng bản dây loa bãi Nhật xịn, một cái bản dây loa 4 lõi dẫn với lõi được bọc tiết lông, lõi mạ bạc với khả năng truyền tải tín hiệu cực kỳ tốt, một cái bản dây loa giá rẻ. Và trước đây thì có nhiều clip mà đã giới thiệu cho anh em rồi, và clip này mới lại về được một ít rồi, cái bản dây loa bãi Nhật giá rẻ với cái bản này với cái màu trắng đặc trưng này, mà nó sẽ về theo từng bó lớn, bó nhỏ, cuộn to, cuộn bé này để anh em có thể lựa chọn nhé. Dây màu trắng 4 lõi dẫn này để anh em có thể lựa chọn này, anh em có thể chọn những thành từng bộ dài ngắn khác nhau để, hoặc là đi quay thành từng bộ cho anh em, hoặc là sẽ gửi theo cắt mét theo yêu cầu của anh em. Anh em về anh em có thể tự tay mình đi quay dây loa bãi Nhật với bản màu trắng 4 lõi dẫn. Và cái dây bãi Nhật thì nó sẽ có một cái đặc điểm này, nó sẽ về theo từng cuộn, theo những nó không có cái số mét nhất định như những cái dây sản xuất đại trà, và nó sẽ có những cuộn lớn nhỏ khác nhau. Ví dụ cuộn này nó được khoảng tầm chục mét, 20 mét, hoặc là có những cái cuộn này cũng chỉ vài mét thôi. Đấy, anh em có cuộn lớn cuộn bé khác nhau, có cuộn này chắc nhiều hơn, có khoảng 20-30 mét gì đó. Dây bãi Nhật nó khác với những cái dây sản xuất mới đại trà vậy, vì nó có về theo từng thời điểm về những cuộn lớn cuộn bé khác nhau, có số mét khác nhau. Anh em mà cần những cái bộ dài ngắn như nào thì anh em yêu cầu sẽ gửi cho anh em những cái bộ theo yêu cầu của anh em. Đấy, ví dụ bộ 2 mét hoặc bộ 3 mét hoặc là bộ 4 mét hoặc là bộ 2,5 mét chẳng hạn, thì anh em cứ cần bao nhiêu bộ dài ngắn nào thì anh em có thể yêu cầu. Đấy, sẽ làm đi quay thành từng bộ hoàn thiện, có đầu rắc hoặc không đầu rắc, hoặc là sẽ cắt mét theo yêu cầu của anh em để anh em về tự tay đi quay. Và trên dây bãi Nhật thì nó sẽ có một số cái thông tin để anh em có thể về nhận dây. Anh em mà đặt những cái dây bãi Nhật này thì anh em cũng có thể về để xem lại xem có đúng cái dây giới thiệu, có đúng cái mã dây mà Quang Minh có giới thiệu cho anh em hay không. Đó, như AVKM này, một trong những tiêu chuẩn âm thanh rồi, E41447V này, tai là 246480C 80C VVK1 này, Protero RT Flex 5B LF 4C nhân lên 19 AVKG, bản 4C nhân lên 19 hoặc là 4C nhân lên 17 hoặc 4C nhân 21, 4C nhân 15, 4C nhân lên 13, có rất nhiều mã khác nhau. Nhưng cái bản mà 4C nhân lên 19 AVKG này là cái bản màu trắng này, giới thiệu cho anh em. Dây Protero hay là dây Hitachi nó đều là một, đều là dây bãi Nhật xịn. Đấy, tùy có những cái thời điểm nó sẽ là dây của Hitachi và có những thời điểm dây của Protero, và hai thằng Protero Hitachi đều dây bãi Nhật xịn nhá. Đấy, khả năng truyền tải tín hiệu cực kỳ tốt, dây màu trắng rất là mềm. Dây Protero bản 4 lõi này để sử dụng cả cho những dòng loa lớn một chút, công suất lớn anh em có đều có thể sử dụng được. Đấy, và cái đặc điểm nữa của dây bãi Nhật là lớp vỏ này nó được làm bằng một cái vật liệu đặc biệt là chuột bọ, nó không bao giờ nó gặm nhấm. Đấy, một điểm khác biệt cho những cái dây sản xuất đại trà. Và dây bãi Nhật thì cái lõi của nó sẽ không lớn như những cái dây thường, chủ yếu nó chất lượng ở lõi chứ nó không như những cái bản cái anh em mà cứ bảo là lõi 2,5 ly, lõi 3 ly, lõi 4 ly, 5 ly chẳng hạn. Những cái dây mới dây sản xuất đại trà giờ thì lõi rất lớn và rất là rẻ, còn dây bãi Nhật ấy lõi thì nó cũng không phải là nhỏ quá, không phải to quá đâu, chủ yếu là chất lượng của cái vật liệu làm nên cái lõi đó. Đó, và đây là lớp vỏ ngoài bằng một cao su rất là mềm nha. Đấy, rất dai và mềm, bảo vệ cốt dây phía trong cực kỳ tốt và chống chuột bọ. Sau cái lớp vỏ là đến một cái lớp giáp chống nhiễu rất là dày, em thấy không? Đấy, một lớp giáp cực kỳ, lớp chống nhiễu cực dày. Dây bãi Nhật bọc tất lông lại có thêm một lớp lưới chống nhiễu thế để đảm bảo cho anh em khả năng chống nhiễu cực kỳ tốt. Đó, và sau đó là đến một lớp giấy chống ẩm này và đan sen phía trong, những 4 lõi dẫn là những cái sợi dù chống đứt được xoắn theo một cái những cái theo cái chiều nhất định, xoắn theo những chiều dây này. Đấy, sợi dù chống đứt, và trong cùng là 4 lõi với 4 màu khác nhau, đỏ này, xanh này, đen và trắng. Mỗi một lõi này nó được bọc tiết lông, và cái đặc điểm của dây tiết lông này anh em nhìn cái vỏ ngoài nó rất là bóng và cầm lên đây nó cứng cáp này. Đấy, nó cứng cáp nhưng lõi trong cực kỳ mềm, và dây tiết lông này thì nó khả năng nó chống nhiễu và chống cháy cực kỳ tốt. Đấy, có những clip mà Quang Minh đã đốt cái dây tiết lông ở trên ngọn lửa ấy, nó không bắt lửa như những cái bản dây bình thường đâu. 4 lõi này thì anh em mà đi ngoài thì cứ chia cái bọc 2 lõi vào một, ví dụ như là đỏ xanh đen trắng anh em chia một. Đấy, đen trắng này anh em chia vào bên âm, còn đỏ xanh đi vào dương, cứ bọc vào xoắn vào là được rồi. Đấy, cái bản này cũng rất là dễ chia, mỗi một lõi gồm rất nhiều bó. Đấy, mỗi một lõi gồm rất nhiều bó, và mỗi một bó này thì nó sẽ gồm rất nhiều sợi tơi và mềm này.
Đấy, nhưng mà đấy, rất nhiều sợi tươi mà đó là báo cho anh em được cái dây bẫy nhật thì nó lõi mạ bạc để nhiều sợi tươi mềm này, thì cái khả năng truyền tải tín hiệu cực kỳ tốt cho chất đâm thì đều cả ba giải nhá, nhưng giải bát rất là lực sâu, bên cạnh đó thì trung chép được thể hiện cực kỳ tốt. Xoắn hai lõi là một này được, hoặc là sẽ để nguyên như này để gài trực tiếp vào thiết bị, hoặc là anh em có thể yêu cầu dành bắp chuối, càng cua, mỏ chim thì có, hay là rắc lưu trích ấy, cho nó phun, có rất nhiều để các em có thể lựa chọn. Những cái bộ bắp chuối, càng cua hay mỏ chim ấy, rắc đồng ấy thì 25.000 một chiếc, một bộ 4 loa 45 ly 8 chiếc là 200.000 thôi. Đấy, hoặc là những cái đầu rắc loa phun cho lưu trích ấy, rắc lưu trích cho loa phun ấy thì nó sẽ có một hai loại, một loại 25.000 một chiếc, một loại 101 một chiếc. Đấy. Và anh em mà cần những loại bắp chuối hay càng cua loại xịn hơn, loại carbon đấy thì cũng có sẽ có cái loại 8.000 một rắc, tùy theo cái nhu cầu sử dụng của anh em. Và cái dây Protera, dây bãi nhật xịn 4 lõi, lõi bọc tiết lông này, có những cuộn này này em, có cả chống nhiễu này, bản này thì giá cực kỳ tốt, để cho anh em chỉ có 65.000 một mét thôi, giá cực kỳ tốt nhất, 65.000 một mét. Anh em mà làm cái bộ dài ngắn khác nhau, bộ 2 mét thì tổng là 4 mét, tính ra là 46, 24, 45, 20 là 260.000, với ship 30.000 nữa là 290.000 một bộ này, bộ 2 mét đấy, chưa đầu rắc. Anh em yêu cầu sẽ bọc co nhiệt để thành những bộ chia đỏ đen âm dương, hoặc là anh em cần thêm đầu rắc thì sẽ đi qua thêm đầu rắc miễn phí cùng hoàn thiện và bọc co nhiệt cho anh em. Anh em cần những bộ dài hơn hoặc những bộ ngắn hơn hoặc là cắt mét theo yêu cầu của anh em về tự tay mình đi qua thì anh em có thể yêu cầu đi ở ngoài hoặc đi trong âm tường cũng đều được. Đấy, đảm bảo cho anh em đây, chống cháy chống nhiễu cực kỳ tốt, 4 lõi dẫn bọc tiết lông, 65.000 một mét, bản 4C nhân lên 19 AVKG. Đó. Và bên cạnh những dây loa bãi nhật, anh em cần thêm những dòng dây tín hiệu thì qua mình có rất nhiều những cái bản dây tín hiệu để anh em có thể lựa chọn. Đấy, những cái dây một đầu 3.5 ra hai đầu AV, và có Hotech bãi Mỹ này, nguyên bản nguyên zin từ đầu giáp đến dây dẫn này, cắm rút được vô cùng êm ái và chặt chẽ này. Bản này thì sẽ có 4 kích thước để anh em có thể lựa chọn, 1,5 m này, 2 m, 3 m và 5 m, tương ứng là 1,5 m là 208, 2 m là 320 và 3 m là 308 và 5 m là 450. Đấy. Dây Hotech bãi Mỹ nhá, một đầu 3.5 ra hai đầu AV. Đấy, hoặc là các bản dây RCA, đây hai đầu AV của Hitachi bãi Nhật này. Đấy, bãi Nhật xịn với đầu những đầu rắc tuyển chọn này. Những cái này thì một bộ dài 1 mét này nó rất tốt rồi, là 250.000 một bộ này. Đấy, rắc toàn những đầu rắc bãi tuyển chọn này. Đấy, rắc Hitachi rắc bãi xịn tuyển chọn. Cắm rút cực kỳ êm ái nha anh em nha, tiếp xúc rất là tốt. Đó, 250.000 một bộ, dài 1 mét, dây RCA hai đầu AV, hoặc là cái dây một đầu 3.5 ra đầu AV Hotech bãi Mỹ, hoặc cái dây loa bãi Nhật này, anh em có thể lựa chọn. Đó, và anh em mà có nhu cầu bẩn dây loa hay dây tín hiệu hay là những dòng dây khác thì anh em có thể liên hệ với Quang Minh theo số điện thoại bên trên này, 0944737321, cửa hàng ở 609 Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội. Quý vị và các bạn có thể qua trực tiếp cửa hàng để cùng trải nghiệm nhé. Xin được cảm ơn tất cả quý vị và các bạn các anh em đã theo dõi video. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và bật nút chuông thông báo để nhận được những video mới nhất. Một lần nữa xin được cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn các anh em trong những video clip kế tiếp nhé.